Đấy, chú cháu chào nhà. Đây là chú Xuân. Đây là ông Biển. Này quán quán của bác sao nhỉ? Quán của Biển. Có ông Biển á. Đấy. Quán công Biển đây các bạn. Nòng này rất ngon nhỉ. Nòng ngon. Nó đánh tiết canh ngon đấy nhỉ. Tần thịt chả không? Ăn nóng quá. Nóng bóng tay nhỉ. Đánh vào tô này à? Tô ăn. Nó nắm mới được ăn tiết canh của bác Biển đánh. Chú đi nào, anh em nó mệt, toàn mệt mũi mũi giờ của bận nhau. Bận quá, bận rộn quá các bạn. Rất ngon. Không đấy, con nó chết mẹ nó đấy, có cả gỏi cá mới đau ấy mẹ. Đúng là nó dồn dập. Biển này đánh tiết canh quá tuyệt vời luôn các bạn này. Đây là quê của nơi toàn lúa, người ta đã gặt xong rồi các bạn ạ. Giờ mình quay tí phong cảnh vùng ở quê. Vịt này cân chơi tầm là khoảng 2 cân rưỡi 3 cân đấy các bạn ạ. To. Đấy mà mua thì cứ thế là bắt rồi các bạn ạ. Đây là chợ Tranh Thôn này. Đấy. Mùa dịch này thì người ta họp chợ cũng không được đông các bạn ạ. Mỗi hôm mà người ta họp là kín ra cả tận ngoài này cơ. Nên chắc về chiều ở đây chợ chiều vẫn là chính các bạn ạ. Đấy, sáng mình đi thì nó chỉ có người họp ít như vậy thôi. Ừ. Đấy nó toàn này mình nọc lên ở đây là 5 bát 6 bát. 5 bát. 5 bát đánh cho cả ông phó chủ quán một phó chủ quán nữa. Ai đang ấy lại đang trong giai đoạn chia buổi đi mở nhạc. Thôi. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Thế là con này không gà thì vịt rồi. Con này thì không gà thì vịt giống sẵn rồi. Con này chết to con gà con vịt rồi. Con gà con vịt à? Một con gà con vịt. Nếu không phải là ui, mình chính lấy đánh thì cành tranh nhau đứng xem. Đấy. Ông Biển đánh cái canh nóng này. Tranh nhau đứng xem. Nóng đâu? Nóng đấy. Nước sôi. Nước sôi gọi là gần nguội. Cái bên trong mình chính là gì? Mình chính là nó đánh đâu ạ? Không, ừ, đánh lòng lợn tiết canh là phải cho mì chính vào chứ đâu. Đúng rồi. Ừ, tiết vịt cũng phải cho mì chính. Cái tiết nào cũng phải nước dùng phải cho mì chính. Mì chính là nó ngon. Đấy, nó gì đấy? Buộc phải có. Nó gọi là cái gia vị. Nó như thế. Đấy, cái hương vị phải có mì chính. Nó là như vậy. Tiếp. Ui dồi dồi. Không sao, tôi sẽ bán. Cái luôn mà. Nó đi hát đòn khiếp lắm, bọn này nó gớm lắm. Nòng thái tần cắt một khúc rồi các bạn này. Đấy. Cứ mỗi người một khúc rồi cái nhón rồi. Ăn nóng hổi luôn. Đỡ phải gắp nhiều. Ăn thế mới sướng nhỉ. Nóng hổi. Nóng hổi luôn. Mới là khúc là gì? Mới là khúc luôn, nhanh. Quán của ông Biển các này, ai thích ăn thì cung được gốc. Nóng quá. Chuyển nước rồi. Nhìn được rỡ chưa? Ừ. Kiểm tra xem đông chưa thằng này thằng cháu kiểm tra là xem đông chưa. Ủa nó kinh khủng nhỉ. Bắt đánh nó đông. Bắt rời tay. Cuối cùng chưa xong ra này. Đấy, cầm nó mạnh tay nữa được không? Rời tay là đông. Cái này trẻ con đánh cũng đông à. Trẻ con đánh đông à? Thế mà sao nhiều người thì không biết đánh nhỉ? Nước sôi nha. Cái này phải có chú Xuân ấy kêu là sợ chín đấy ra làm chín. Xong. Vậy là ba cái Biển ba ra đánh tiết canh xong các bạn ạ. Thì anh em vào thưởng thức này. Đây ba chú Xuân ơi, ba chú Xuân cho biết đầu đông đông chưa? Ba này nhiều tiết hơn à? Ba chú yêu cầu ăn cho nó mát. Xỉa tiết nữa. Yêu cầu. Đây là đánh theo yêu cầu của khán giả. Theo yêu cầu khán giả. Đấy. Mùi gần giao thì bạn lắm đấy. Tao nóng này. Nóng thái mét. Ăn khúc kia mới nóng. Lòng thái tần khúc này. Bữa nay toàn ăn hai bát này. Không cất đi nữa đi. Sắn chứ. Sắn. Đấy. Sao cái này? Mời nhà nha. Mời nhà nha.
Ủa, cái lòng chơi khúc quá. Cái móc ăn vậy nó nóng rồi nó ngon. Mời thử ăn luôn, mời các bạn nha. Đấy, mà đói nhìn thì chắc là phê nòi mắt này. Ui giời. Đấy, ông chủ quán ông ăn hai miếng là cứ hai cắn là hết một miếng. Cho nhanh đỡ gắp nhiều. Đấy. Được, quá đỉnh cao. Nóng mà đẳng cấp đấy. Quá ngon. Ô bác biển vào thôi. Bây giờ giấm đâu đấy. Mình phải làm một móc. Giấm gì? Nước mắm đây. Đấy, cứ làm một móc như này là xong các bạn này. Thế là xong, đơn giản. Nóng hổi luôn, mời các bạn. Ngon quá. Bánh măng này quá đỉnh cao. Măng ngon. Ơ chờ cả quả. Ơ to như ngón chân cái. Được biết luôn nhỉ. Có đâu. Được, có đỉnh cao. Cấp 33 có nóng rồi. Nóng có nóng. Bóng tay. Quá đẳng cấp. Nào các anh gái. Mời anh nha. Mời các ông, các chú. Mời mọi người. Cái này. Thôi đầu tiên thế. Thế thế, ok. Thôi hết tù hết rồi. Thôi, ông cứ còn phải đi trèo sấu. Trèo trèo. Ông sáng đi trèo sấu à? Ừ, đi trèo sấu. Ừ, măng. Ông ấy cứ phá mà tí cần. Phá đi, ông phá tí cánh trước đi. Việc nào phải để ăn cái tận măng ấy. Ăn toàn người nhà bốc nhón nó thoải mái. Úi trời, có mời đi. Đấy, ăn cái cây khác người. Khác người, quá khác người luôn. Ăn nướng tới nhỏ bác à? Ăn càng mồm. Càng mồm. Ông ăn như thế thì có mà... Bây giờ đánh cái cây thì gọi biển mà ngông nội luôn. Phải chục bát. Thua biển hết. Trước kia đấy, cái cây là đẳng cấp nhất ở cái xã mình. Làm cái đồng non này. Đặc sệt nhỉ, như là lòng xe điếu. Đấy, nhìn trắng phau ngon. Mời mọi người nhá. Chìa xúc nâu mà. Bà luôn. Cái cây nhỉ, đúa. Đúa không bà. Cái cây nhân chìa. Còn thì 3 miếng là hết, bác biết. À, nướng thêm nó xíu vào giá điểm. Hoang dã. Mình đây là toàn người nhà này, mình nhân cái cả nhà này, nhiều bạn không hiểu này, sao này ăn uống này nọ. Đấy là cái việc của các bạn nghĩ thế nào thì nghĩ. Ai con ăn đi. Đâu mà nhìn thấy cũng lòng ngại à. Chưa qua. Nhìn một đoạn này. Thôi. Nói một mình cũng phải nhón. Đu tất vào mồm, đu tất à? Ôi, cái miếng lòng dài đấy mà làm phát được cửa. Măng ngon. Làm được cái nào hai miếng rồi. Dài quá. Dài quá, bác biển bác chơi một miếng mà phát hết luôn. Mời mọi người nha, phải làm miếng. Đúng rồi, ăn
mất nước. Ủa, khả năng hay gọi bám hả? Mang ít nữa là ăn thấy ngon rồi đó. Nó mất nước. Nó không mất nước. Ủa, ăn nữa rồi gọi bám cũng lại hết. Bác làm ra nghĩ được cái món ăn kỳ lạ. Không mất nước, còn nóng, ngọt, nít. Ngọt. Ngọt nhỉ? Ngọt. Ngọt đúng không? Ngọt. Đấy. Quá ngọt. Ui. Nó không mất nước, ừ, ngon. Ăn rất ngọt. Nhà ăn này nó cho nó khác nạ thì đẹp nữa. Ăn nó khác thì cảm giác nó ngon. Nhưng nhiều khi mình ăn cơm nên ăn đũa bát quen rồi nó chán rồi. Chút mùi vào một tô, cho xè vào ăn kiểu chút nợ trộn thế. Đúng rồi. Ăn cảm giác lại ngon ngay. Đúng rồi, mình ăn nó thoải mái tự nhiên. Đi đấy. Thôi à? Mong máy nó ngon. Không rồi, tôi đi bắt gà bắt vịt thì đi thôi. Ông sắn là nhỏ ngay hết bắt cái cành là gì? Mẹ chưa bị cành hả? Hai đứa. Ăn nóng hơn là bà này phải bắt mà ăn được một đấy cũng được ngon. Ô, quên cái các bố không ăn nóng non à? Quên được ăn nóng non. Cứ thế cái lòng ai ăn cái lòng nóng non ngon đây. Nóng non ăn nó ngọt. Ai ăn đúng là ăn uống nhiều cái quên không còn không nhớ ra. Nóng non là quên. Ngon, nó ngon giòn luôn thật. Non trắng phao hôm nay ăn nó giòn. Càng ăn. Nóng ngon như này cứ máy như hai nhau. Ăn đi. Ngon dày đặc. Quá dày. Ăn hết được 8-3 tí canh. Ăn cơm. Cơm có cay không? Chú không ăn được. Cay mà chú chơi cả quá to đấy. Ăn ngọt quá. Cả nhà mà đi cay nhá. Đó. Triển khai đi thôi. Ngon quá. Rau thơm, rau gì rau thơm. Ừ, đúng mà ớt thích ăn cả quả cho luôn hay cắn cả nửa quả. Ớt măng xin mời cả nhà nha. Luộc luộc xong là luộc này nghĩ cái sau này đun sôi gì mà nó lại chán rồi sắn mãi thế sao nó đồng đồng hỏi đấy cái luộc nó hỏng nửa trên nó thế xấu chưa trần trần quan đấy sao. Có định ăn mát ngon này à, cái này mới gọi là không may là cái thằng ngu này nó lại bắt ăn quả cá ngay nữa trong này ăn uống mất ngon ra ra thì lấy cái gấm này có anh, mấy tảng sụn nữa anh này rất anh bật ngu em anh cái này hôm trước nhận thì như nhận ngày hôm trước thì mình nghĩ là ăn sáng xong thì chín 10 giờ làm ăn cũng được đấy thế là gặp may này, bà lại gọi là hôm nay có hàng xịn. Đấy, thế này là ông Hùng kêu rồi, thế là sao để lúc khác ăn nhầm nhầm, cũng hóng lại hãm cho được, hãm một vài lần nữa hãm được, còn nhờ ông là người khác nào. Và có hỏng có thất bại, thôi được, thế là nào đi, và nào nút cổng nữa nè, tàu đi, nào, cho tôi mang cổng này, tôi mang mà tôi nhiều vào, là phá cái bát tiết, nhưng mà, ông nhiều quá ớt mà. Mời mọi người, ngon quá. Quá hấp dẫn. Ba bát. Có tuyệt vời luôn. Còn đưa nữa nó lò quá. Đấy đã hết rồi. Ý lòng rồi các bạn. Nó ngon quá, nó mỗi người vài khúc nó hết. Vài khúc rồi, nốt đi. Ôi, chú ăn nốt đi. Ăn nốt đi. Nò lắm. Anh còn ăn bát tí canh rồi cơ. Ai cả tí canh. Đây còn bát đại ự rồi. Đấy, bát đại ự. Đấy. Đồng đặc luôn nhỉ. Đông rồi. Quá đông.
trình độ của Đề Nguyễn Ngọc chưa lấy cái canh thử này, thử hạt tiêu. Tiêu ăn thơm. Hôm nay mình thử ăn hạt tiêu này. Nhiều bạn nói cái canh ăn không có hạt tiêu. Nó tóm lại có, quán nào cũng có. Được nhưng mà mình không thích. Có thích hay không? Có cái khẩu vị. Anh đi đây. Thích hay không? Điều chuẩn. Ăn tủ lòng. Cấu hơi lâu, thủ tục hơi lâu, hơi lâu đấy, thời gian lâu quá, thời gian lâu quá, kẹn cái pha pha ba tiết, pha ba tiết, pha ba tiết là phải kẹn cả, rồi, ba tiết phải kẹn, luật nó như thế, luật như thế, ai à, à. Nó nó phải thế. Mời vào nhà nhá. Mời vào nhà thưởng thức nhá. Ui ui xuống. Vấn đề nhỉ. Qua qua đỉnh. Tự kẹt. Ui. Nó nói mình gọi nó kêu là đánh cái canh cho con đánh được ai đã biết như thử đánh đi. Hai miếng liền gà. Từ từ thôi, không hết. Mình biết đánh thì mình đánh được nhưng nhiều người ta không đánh được. Qua đỉnh. Con này toàn phải làm miếng cho nó mát ruột, nó thèm quá rồi. Làm miếng cho nó thấu nhanh cho mát ruột. Mời mọi người nhá. Thèm quá. Ngon. Đang cái măng à? Ngồi tí canh ăn với mẹ măng ớt muối. Quá hợp. Măng ớt muối. À, muối là chuẩn đấy. Hôm nay mình ăn có hạt tiêu. Hạt tiêu thơm. Các bạn ạ, hôm nay mình ăn có hạt tiêu. Rồi. Mọi người mình ăn không có đâu. Vẫn khực. Vấn đề nhỉ. Đấy. Thì hôm nay là mình mua thịt luộc nha cả nhà nhé. Thịt luộc để đánh. Quá đỉnh cao. Các bạn không chọn. Dính hết vào dầu. Để đó. Ăn măng ớt chua nhỉ. Chua chua ngon. Cái canh ăn với măng này quá hợp nhỉ. Chẳng biết hợp hay không nhưng mình càng ăn thấy ngon. Thế gọi là khẩu vị mỗi người. Cho nên mình phải lên hiểu biết. Ông ăn tẩm nao. Khẩu vị. Người thì ăn hạt tiêu, người không ăn. Người không ăn chanh. Phải ham đi lại cho nó mát mẻ. Wow. Thịt này là mình vừa ra một chợ mua về đấy cả nhà. Ra chợ mua về luộc đánh. Tên thịt chả không? Ngon. Luộc nóng, đánh nóng ăn ngon. Tuyệt vời. Ông ở chợ. Mình ăn măng cái hấp dẫn gì. Biết Tuấn ăn mà nó phát hiện ra măng chua chua về măng chua chua cay ngon quá chuẩn nhiều cái ăn rất ngon mình có để ý gì mình biết đâu những người này ăn bảo mình biết mình chia sẻ cho nhau biết. Này ơi, về muối mà nó mang to. Muối đi anh. À, lại muối à? Kiêng à? 100 hay là 50? Muối chú còn uống không? Không uống đi, em muối rồi. Ủa? Ủa, 100 chịu. Mát mẻ. Quấy. Đồ dính vào nhau. Dính vào nhau. Quá ngon. Là miếng nước ớt. À quên miếng măng bên này. Măng của nhà, cái gì của nhà cứ ăn được bao nhiêu đã. Ăn thoải mái. Rắn cân. Rắn đè nhỉ. Sắn phải gồng cơ bắp. Gồng cơ bắp này mới sắn được. Quá được. Tuyệt vời.
Rồi, video này toàn quay có thần tượng, mình xin chào mọi người nhá. Hẹn mọi người sang video tiếp theo nhé, đăng ký ủng hộ cho anh em mình để ra được những video tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào nhà nhá. Nhà nhá, clip sau nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you. Càng càng cái này. Đấy, càng càng nốt cái cuối. Cảm ơn mọi người nhá. Xin chào các bạn.